nút chia trán bàn châu chật bị xà tật đọc cổ bần tái miền đằng tê thả đọc tật đọc cổ tiếng ở ní cứ chiếc rập hết cho plastic rừng đại thôn hai mình nghe rồi lấy lao chỉ bị xé đọc cho tiếng ở cứ bắt bó đo sật tọp đấy khẳng nè ta nét tiếng ở ní thọp khơi kẻ chân ấy sầm bộ đọc tật đọc cổ thừa chiếc rập bọc rạp ra khăn cá đắm đọc đồng nắm đại rửa tế trong video này, nâng bằng hai nhạc tặng ở khả nế ông bí xong phải rạc phạm mùi giang đã chân ấy bí xong bộ tốt tượng đọc cổ ai thua chưa rõ bọc bạc bạc bàn Tỏ, một nâng tặng ở khả nế thá tạo miên vị thi ở quầy khá đại ai dốc xong bộ tốt tượng đọc cổ chân ấy thua xong phải rạc bạc bạc khăn ông cá đắm đọc đồng nắm nếu bí tế rõ bọc nè rõ biếp chân ấy tìm mùi xong phải rẻ thơ vớ, miên đồ chía, phớt, còn trái, cầm bật, nâng cho đọc tật đọc cổ. Dốc xong bộ đọc tật đọc cổ chân này thôi chỉ xong phải rẻ rộp biếp tìm mùi ní à chân này chỉ bảo đạp xâm rạp chốt đua chỉ cầm bỏ rộp biếp chân này tìm bì vị thi tì pì đại dân cầm bông tài thơ ní cứ à chân này xâm bọ đọc tật đọc cố thơ chiếc xà lạp bìa xâm rạp tục đuốc cọ bụi đầm nằm rứ chột đấy lia chỉ mùi chi xâm rạp tục đâm đầm nằm bán phòng đài rõ biếp chân này tì bầy xâm rạp vị thi tì bấy dân à chân này xâm bọ đọc tật đọc cố thơ chỉ thô tội tội xâm rạp tục đắm đồng nắm rứ đắm cọp bụi đồng nắm bàn rõ biếp chân này tỷ bốn dân ác dọc sập bọ đọc tật đọc cổ cắt chi tầm rúng trông tập vệnh bạp ní đắm bấy tục cọt chầm nắm chú mua rõ bọ rô cực chi rõ bọ nẹ tắm cầm áo cho lòng khả nịa bàn rõ biếp chân này tỷ bàm dân ăn dọc xâm bọ đọc tật đọc cố chân ấy thơ chỉ thùng xâm rạp tốc sợi tật đồng nằm bàn rõ biếp chân ấy tì bà muối dân ăn dọc xâm bọ đọc tật đọc cố chân ấy thơ chỉ thâu sát sát xâm rạp tốc đâm đồng nắm đồ chỉ bọn lái rướp cả xâm rạp đắm lùm ổ phát tẹc bàn phòng đài. Nhẹ tặng ổ khả nìa, rõ vị thị tặng bà mối khẳng lời ní. Sở tay chìa vị thị nghề nhí, ai à chân này xâm bộ đọc tật đọc cố. Thơ xong phải rẻ, cơ bách cơ bọc tịch tuốt, xà mánh, đài ác tục bà bà, khăn ông ca tâm đọc đồng nắm, nâu phát tẹc bàn đời khu luôn anh. Đói mến trăm ba chùm này thả vị cá, khăn ông ca tình xong phải rẻ bà tặng ổ nước bàn. សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយแชร์និងไลค์เพจ Farmer DNA ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ